thần chủ đa đạt, thần hồ thập phương thần chủ đa đạt. Tôn Địa Thẳng Bồ Tát Ma Ha Tát, điện của con là đại thiện ảnh có các danh diệu tình, con đã nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng về những sự không thể bị bàn của đại chúng Địa Tạng, và khiến con sinh tâm phản động, một lòng của già nay con xin phát lời nguyện này. Con xin nguyện từ nay đến tận cùng đời vị lai, nhận đến ngày con thành Phật, con nguyện từ đời kiếp kiếp quy y nguyên tượng này. Con xin nguyện từ nay đến tận cùng đời vị lai, nhận đến ngày con thành Phật, con nguyện một đời kiếp kiếp cùng trăm ngàn phu tiện dẫn dắt khuyến dụ các chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài. Con xin ngài chủ thẳng chủ y thương xót con mà chứng minh cho sự quy y và lời nguyện này của con, để đời đời kiếp kiếp con không bao giờ quên mất. Dạ, hiện con là phàm phu vô si, hiện chứng sa mạng, con kính ngài, xin ngài chủ lòng từ bi thương xót con và tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài mọi việc được như ý, trí huệ được mở mang, phước đức mong ban trưởng, nghiệp chướng mong tiêu trừ, tu giáo đều sớm được thoát ly sanh tử, chọn thành đạo bồ đề. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ tử con là đại thiện ảnh có các danh diệu tiếng, con được nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng về những sự không thể lý bàn của ngài, khiến con sinh tâm cảm động. Một lòng một dạ nay con xin đối trước ngài mà phát lời nguyện này. Con nguyện từ nay đến tận cùng đời vị lai, để đến ngày con thành Phật, con nguyện từ đời kiếp kiếp quy y nguyên tượng ngài. Con xin nguyện từ nay đến tận cùng đời vị lai, để đến ngày con thành Phật, con nguyện từ đời kiếp kiếp dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt tiến dụ các chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài. Con chỉ xin ngài dùng lòng từ bi thương xót con và gia hộ cho con, chứng minh cho sự quy y và lời nguyện này của con, để đời đời kiếp kiếp con không bao giờ quên mất. Hiện con là phàm phu vô si, hiện chứng sa mạng, con kính xin ngài chủ lòng từ bi thương xót con và tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài mọi việc được như ý, trí huệ được mở mang, phước đức mau tăng trưởng, hiện chứng mau tiêu trừ, tất cả đều sớm được thoát ly sanh tử, trở thành đạo bồ đề. Dạ, nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ tử con là đệ tử các danh tịnh kiến, con được nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng về những sự không thể lý bàn của ngài. Nay khiến con sinh tâm cảm động, nay con xin đấu trích ngài và các lời nguyện này. Con nguyện từ nay đến tận cùng đời vị lai, nhận đến ngày con thành Phật, con nguyện từ đời kiếp kiếp quy y nguyên tượng ngài. Con nguyện từ nay đến tận cùng đời vị lai, nhận đến ngày con thành Phật, con nguyện từ đời kiếp kiếp cùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt quyến dụ các chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài. Kính xin ngài chủ lòng từ bi thương xót con và chứng minh cho sự quy y và lời nguyện này của con, để đời đời kiếp kiếp con không bao giờ quên mất. Giả hiện con là phàm phu vô si, nghiệp chướng sân mạng, con kính xin ngài chủ lòng từ bi thương xót con và tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài mọi việc được như ý, trí huệ được mở mang, phước đức mau tăng trưởng, nghiệp chướng mau tiêu trừ, tôn giáo đều sớm được phát ly sanh tử, trở thành đạo bồ đề. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con kính lạy chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, con kính lạy Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ, hôm nay con xin được cung kính tập phẩm thứ tư kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Dạ, con xin được hưởng ứng công đức là kinh này cho vô lượng vô số chúng sanh trong khắp hư không pháp giới. Con kính xin chư Phật, chư vị Bồ Tát gia hộ cho con tập được có được một thời khóa đăng kinh được viên mãn. Nam mô Đại Sư Thường Trụ Tham Bảo. Xin được bắt đầu thời khóa cùng tỉnh kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư. Một, bởi Bồ Tát Giơ Bông Chỉ. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đời ma thần của Đức Như Lai đến chiến tranh này ở khắp trăm nghìn muôn ước thế giới để cứu độ tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ bi của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế này được. Nay con đã được Đức Như Lai có chúc, từ nay đến khi ngài A Dật Đa thành Phật, ngàn cho chúng sanh trong sáu đường đều đạt độ thoát. Vâng, đại Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát tại Địa Tạng Bồ Tát rằng: Những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định, hệ quen làm dữ, thời quen kết thành nghiệp báo dữ, còn quen làm lành, thời kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong vòng trong đường năm đường, không lúc nào tạm ngưng vớt, mê lầm chướng ngại nạn
Trả đến số kiếp nhiều như vi trần, thì như loài cá bơi lội trong lưới, theo dòng nước chảy thoạt hoặc tạm được ra rồi mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải đóng lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Bởi đời trước ông đã chấp lận nguyện trải qua nhiều kiếp, phát hiện nguyện rộng lớn độ hết tất cả chúng sanh bị tội khổ, thời ta còn lo gì. Hai, Điện Tịnh Đại Vương bạch hỏi. Khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong Pháp Hội có một vị Đại Bồ Tát hiệu là Quán Định Tự Đại Vương ra bạch cùng với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát ra nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần được khen như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn được nói cho. Đức Thế Tôn bảo Ngài Định Tự Đại Vương Bồ Tát rằng: lắng nghe, ta phải kéo suy xét đó, ta sẽ thì ông và giải bày rõ ràng. Ba, ông vua Đức Lân Cận. Hồ lượng vô số năm tham tha bất khả thuyết kiếp về trước, lúc đó Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng tránh biến chi, minh hạnh cô túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, nhiều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ 60 kiếp. Khi Ngài chưa xuất gia, thời Ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua Lúc Lân Cận. Hai vua đồng thực hành 10 hạnh lành, làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong Lúc Lân Cận đó thần nhiều tạo những nghiệp ác. Hai vua cùng nhau bàn tính những phương chức để dìu dắt dân chúng ấy. Một ông phát đề nguyện rằng: Tôi nguyện từ nay, tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ độ dân chúng ấy, làm cho đều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện: Tôi chưa như tôi chẳng tiết độ những chuyện độ khổ, làm cho tạm an vui chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo Định Tự Đại Vương Bồ Tát rằng: Ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là Nhất Thiết Chí Thành Bồ Tử Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chứa những chúng sanh tội khổ, thời chưa chịu thành Phật đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Bốn, Quan Mục Kính Mẹ. Đại vô lượng vô số kiếp về thời trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó họ 40 kiếp. Trong một thời mạt pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh, nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục, nàng ngày sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán họ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Quan Mục thưa rằng: Ngày thân mẫu tôi mất, tôi làm những việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thắt sanh vào đời nào. Là hắn nghe nói cảm thương, để nhập định quan sát, thời thấy bà mẹ của người của Quan Mục đã vào chốn địa ngục rất là khổ sở. Là hắn hỏi Quan Mục rằng: Thân mẫu nhà ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Quan Mục thưa rằng: Ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá chạy, phần nhiều là ăn cá chạy con hoặc chim hoặc nấu, tham hồ mà ăn cho thỏa mãn. Tính đến số cá chạy của người đã ăn, thời đến nghìn hơn nghìn muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy làm cách nào để cứu quốc thân mẫu tôi. La Hán sắc thương bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quan Mục rằng: Ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và đắp vẽ hình tượng của Đức Phật, thời còn kẻ còn cùng người mất đều được lợi ích. Quan Mục nghe xong liền xuất tiền của bát tượng Phật và cúng và thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chóng như hòn núi tu di. Đức Phật phóng ra ánh sáng mà bảo Quan Mục rằng: Chẳng bao nhiêu lâu đây, thân mẫu của ngươi thắt sanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh, thời liền biết nói. Sau đó đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói, để nó buồn khóc mà nói với Quan Mục rằng: Nghiệp duyên của con, nghiệp duyên trong vòng sanh tử tự lại lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, năm nay ở chốn tối tăm, từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, đại thế chúng mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được giải thoát khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói xong, Quan Mục biết chắc là mẹ mình, nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: Đã là mẹ của tôi, thời phải biết tội của mình, đã gây ra mẹ nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng: Do hai nghiệp giết hại sanh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo nghiệp tội đó vẫn chưa được thoát khỏi. Quan Mục hỏi rằng: Những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng: Những việc tội khổ nói ra chẳng cảm bất nhẫn, dầu đến trăm nghìn năm cũng không thuận hết được. Quan Mục nghe sau than
mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hẳn chúng tam đồ, hẳn hạ tiệt, cùng thất lại, cùng kiếp không còn nội dung, còn thọ những báo quả báo xấu đó nữa. Tôi đối chức tượng đức thanh tịnh như hoan mục như lai phát lời nguyện rằng, từ nay dẫn đến về sau, đến năm trăm nghìn muôn bước kiếp trong những thế giới mà có các hẳn chúng sanh bị tội khổ ở nơi quan nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt cho chúng đó, làm cho tất cả đều được thoát khỏi chúng ác đạo, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc chánh giác. Qua một phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Như Lai thanh tịnh thiên hoa. Mục Như Lai dạy rằng: Này con mục, nhà ngươi có phát lòng còn rất có lòng từ mẫn vì mẹ mà phát lời nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Ta quan sát thấy nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi khi bỏ áo thân này sẽ phát sanh làm người phạm trị sống lâu trăm tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu sống lâu đến tối không thể tính kể, sau đó sẽ thành Phật độ nhiều hàng người trời số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật tỏ định tự tại vương Bồ Tát rằng: Tỷ La Hán trước phước lành độ quát qua một thổ đó, nay chính là ngài Vô Tận Ý Bồ Tát. Thân mẫu qua một là ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn qua một thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra ngài hà xa số lời thiện nguyện độ các chúng sanh như thế. Trong đời sau như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, để đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dân họ ngữ, kẻ lưỡng thiện ác khẩu, kẻ bị bắn đại từ, nếu chúng sanh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp phải hàng thiện, gặp được hàng thiện tri thức quyên bảo quy y đúng ngài Địa Tạng Bồ Tát, chừng trong khoảng một vài ngón tay, những chúng sanh đó liền được làm thoát khỏi bao khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng ngày lễ lợi theo dân cúng những y phục đồ ăn vật bụi các thứ chân bảo thời người đó trong trăm nghìn muôn bước kiếp sau thường ở khỏi trời, thời người đó trong trăm nghìn muôn bước kiếp sau thường ở khỏi trời hưởng thọ vui thôi thắng diệu, hoặc lúc phước trời hết san xuống chốn nhân gian vẫn còn thường làm vị đế vương trong hàng trăm nghìn kiếp, lại được nhớ cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình. Này vị tệ tự tại vương Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế, các công đức bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này cầu tuyên lưu truyền lưu bố rộng ra. Ngài vị tự tại vương Bồ Tát phải cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ no, nghìn muôn đức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật và tuyên lưu rộng rãi kinh này thời nơi có thiên đường để làm cho lợi ích chúng sanh. Ngài định tự tại vương Bồ Tát phải cùng Đức Phật xong để cung kính chắp tay lễ Phật là lui ra. Năm tứ thiên vương bạch hỏi: Bây giờ một ông thiên vương từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay đã phát nguyện độ lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn còn chưa độ hết, ngài lại còn phát lời nguyện độ lớn nữa, cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo vị thiên vương rằng: hay, nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh, ta vì các ông là cùng chúng thiên nhân ở hiện tại cùng vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi thiên phủ đề ở ta bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt tận độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. Bốn ông thiên vương phải cùng Đức Phật rằng: Vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin cung kính được nghe. Phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo bốn ông thiên vương rằng: Từ kiếp lâu xa nhận đến ngày nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài thương xót chúng sanh mắc phải tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau tội khổ cứ lây dây mãi không thôi, vì thế vì lẽ đó nên ngài phát ra nguyện lại phát ra lời trọn nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi thiên phục đến đây thế giới Ta Bà cùng trăm ngàn muôn ước phương trước để giáo hóa chúng sanh. Này bốn ông thiên vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát kẻ sát hại sanh vật thường ngày giải tỏa quả báo vì ưu lụy đời trước mà phải bị chết nhiều, và kẻ trộm cắp ngày giải quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thường ngày giải quả báo ngàn chim sẻ bồ câu uy hương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác thường ngày giải rõ quả báo biến thuộc tình chống nhau.
bán tam bảo của người dạy quả báo như Duyên Ngọc Cân, nếu gặp kẻ in chê giá pháp của người dạy quả báo, ở mãi trong niệm an lạc, nếu gặp kẻ tạc phá của cầu trụ của người dạy quả báo, tôi kia luân hồi như địa ngục, nếu gặp kẻ ô nhục người thanh tịnh, nạn và vu bán tam giả của người dạy quả báo, ở mãi trong loạn sức thanh, nếu gặp kẻ dùng hành nước sôi hay lửa chiếm chặt, giết hại sanh vật của người dạy quả báo, luân hồi cũng thường mạng lẫn nhau, nếu gặp kẻ phạm như phá giới phạm trai của người dạy quả báo cũng báo quan thú người khác, nếu gặp kẻ phung phí phạm tội của người dạy quả báo của bạn của các chi lý của người dạy quả báo tiêu dùng thú hụt, nếu gặp kẻ ta ta kêu mạng cống cao của người dạy quả báo hèn hạ bị người khác sai khiến, nếu gặp kẻ đâm trọng gây hổ của người dạy quả báo phung lưỡi hay trăng lưỡi, nếu gặp kẻ tạm mê tín của người dạy quả báo họ sanh ở chốn hẻo lánh, những chúng sanh trong cõi sinh tử đề từ nơi thân khẩu ý tạo ác kết quả trong nghìn muôn ức sự báo ứng. Như thế hiện nay chỉ nói sơ lược đó thôi, những việc tạo sai khác của chúng sanh trong chốn thiên phủ đề như thế, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm ngàn phương chức để giáo hóa nó, nhưng chúng sanh thấy được trước cả chỉ lấy ác đạo lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào chốn địa ngục trải nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc hộ viện người cùng bảo trợ gọi nước chứng để những những nghiệp phải nó ngàn mê hoặc chúng sanh. Một bông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở chắp tay lễ Phật mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện quyền thượng thiết một vệ điện lao lợi phi cung thần thông nhỉ hóa độ quần mông đời vũ trụ khó thông chúng sanh tăng cường không muôn khổ vô cùng. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Kim Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sammo di soha.